trực tiếp Uruguay-Hàn Quốc 0-0, cuộc dọc cứu thua cho Hàn Quốc. Uruguay có lý do để tiếc nuối khi cú đánh đầu hiểm hóc của Godin lại đưa bóng đi cột dọc. Hàn Quốc ở cuối hiệp một trận ra quân bảng H World Cup 2022. Trận đấu giữa Uruguay và Hàn Quốc ở lượt trận ra quân bảng H World Cup 2022 đã khép lại hiệp 1 với tỷ số hòa 1-1. Hàn Quốc có cơ hội nguy hiểm trước nhưng Hoàng Uizo lại đáng tiếc khi dứt điểm đưa bóng lên trời từ khoảng cách rất gần với khung thành của Uruguay. Bên kia chiến tuyến, Uruguay cũng đưa ra lời đáp trả với cú đánh đầu hiểm hóc của Godin và chỉ có cột dọc mới giúp Hàn Quốc tránh khỏi bàn thua. Ngày 24 tháng 11 năm 2022, 21-11, 53, Kim Jin-soo đã ngã trong vòng cấm nhưng trọng tài xác định cầu thủ Uruguay không phạm lỗi. Ngày 24 tháng 11 năm 2022, 21-08, 50, hiệp 2 đang diễn ra nhanh hơn khi cả Uruguay và Hàn Quốc chủ động đẩy cao tốc để hy vọng có được bàn thắng. Ngày 24 tháng 11 năm 2022, 21-02, hiệp 2 bắt đầu. Sau 45 phút đầu sôi động, cả hai đội chắc chắn sẽ thi đấu bùng nổ để có bàn thắng phá vỡ thế cân bằng. Ngày 24 tháng 11 năm 2022, 24-18, hiệp 1 kết thúc với tỷ số hòa 0-0. Ngày 24 tháng 11 năm 2022, 20:45, phút thứ 45+1, hiệp 1 có 1 phút đá bù giờ. Ngày 24 tháng 11 năm 2022, 20:45, 43, Godin thực hiện pha đánh đầu rất nguy hiểm nhưng may mắn cho Hàn Quốc khi bóng lại đi trúng cột dọc. Ngày 24 tháng 11 năm 2022, 20:42, 40, đội tuyển Hàn Quốc đang gia tăng sức ép trong những phút cuối hiệp với hy vọng có bàn thắng phá vỡ thế cân bằng. Ngày 24 tháng 11 năm 2022, 20:35, 34, Hàn Quốc có cơ hội nguy hiểm nhất kể từ đầu trận nhưng Hoàng Uizo lại bỏ lỡ đáng tiếc khi dứt điểm lên trời trong tình huống không bị ai kèm trong vòng cấm. Ngày 24 tháng 11 năm 2022, 20:28, 27, Uruguay có tình huống phản công nhanh như may cho Hàn Quốc khi thủ thành Kim Seung-gil băng ra kịp thời để cản phá bóng trước khi Nunez có cơ hội. Ngày 24 tháng 11 năm 2022, 20:23, 24, đội tuyển Uruguay đang dần kiểm soát thế trận sau quãng thời gian đầu để cho Hàn Quốc gây sức ép. Ngày 24 tháng 11 năm 2022, 20:20, 19, Uruguay có pha bóng đáng chú ý nhất kể từ đầu trận khi Federico Valverde băng vào vòng cấm nhận bóng và dứt điểm nhanh, nhưng cú sút của anh lại đi vọt xà ngang. Ngày 24 tháng 11 năm 2022, 20:10, 10, trận đấu đã trôi qua 10 phút thi đấu nhưng cả Uruguay lẫn Hàn Quốc đều chưa tạo ra được tình huống nào thực sự nguy hiểm. Ngày 24 tháng 11 năm 2022, 20:06, 6, đội tuyển Hàn Quốc đang rất tự tin kiểm soát bóng, tổ chức tấn công theo nhiều hướng để tìm kiếm đường vào khung thành của Uruguay. Ngày 24 tháng 11 năm 2022, 20:02, 2, Hàn Quốc chủ động đẩy cao đội hình để chơi ép sân ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài. Ngày 24 tháng 11 năm 2022, 20:01, trận đấu bắt đầu, Hàn Quốc là đội tuyển giao bóng trước. Ngày 24 tháng 11 năm 2022, 20:00, người hâm mộ Hàn Quốc kỳ vọng đội nhà sẽ theo chân Saudi Arabia và Nhật Bản làm nên bất ngờ. Ngày 24 tháng 11 năm 2022, 19:54, Son Heung-min ra sân khởi động với chiếc mặt nạ trên mặt. Ngày 24 tháng 11 năm 2022, 19:34, đội hình ra sân: Uruguay, Rochet, Kaiser, Godin, Jimenez, Oliveira, Bentancur, Federico Valverde, Vecino, Pellistri, Luis Suarez, Nunez. Hàn Quốc: Kim Seung-gil, Kim Moon-hwa, Kim Min-jae, Kim Jang-won, Kim Jin-soo, Hwang In-byung, Jung Woo-jang, Lee Jae-sung, Na Sang-ho, Son Heung-min, Hwang Il-jo. Ngày 24 tháng 11 năm 2022, 19:31, La Silles Arredondo, COPA 90, Copa 90. Ngày 24 tháng 11 năm 2022, 19:29, ngày 24 tháng 11 năm 2022, 19:14, đội hình ra sân của Uruguay. Ngày 24 tháng 11 năm 2022, 19:13, đội hình ra sân của Hàn Quốc. Ngày 24 tháng 11 năm 2022, 18:49, Cavani và Suarez vẫn là niềm hy vọng của Uruguay tại World Cup 2022. Ngày 24 tháng 11 năm 2022, 18:40, thành tích đối đầu giữa Uruguay và Hàn Quốc. 1982,
Hàn Quốc 2-2 Uruguay, Nehru Cup 1990, Hàn Quốc 0-1 Uruguay, World Cup 2002, Uruguay 2-1 Hàn Quốc, giao hữu 2003, Hàn Quốc 0-2 Uruguay, giao hữu 2007, Hàn Quốc 0-2 Uruguay, giao hữu 2010, Uruguay 2-1 Hàn Quốc, World Cup 2014, Hàn Quốc 0-1 Uruguay, giao hữu 2018, Hàn Quốc 2-1 Uruguay, giao hữu